Nhờ các bạn đã quay trở lại với chuỗi video tình quảng cáo doanh nghiệp Facebook từ A đến Z. Tôi là Cương Bích. Trong cái video này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để tạo cái tài khoản quảng cáo từ cái tình doanh nghiệp. Ok, thì chúng ta có hai cách. Thứ nhất là chúng ta có thể thêm từ Facebook cá nhân của mình. Tức là ở đây các bạn đã phải có tài khoản quảng cáo rồi nhé. Tôi ví dụ, đây là tài khoản quảng cáo cá nhân của tôi. Đây, tôi vào lại cái Facebook nhé. Đây. Tôi vào này, quản lý quảng cáo này. Đây là vào doanh nghiệp nhé, còn đây là vào Facebook cá nhân. Đó, thì các bạn sẽ thấy cái Minh Quân này, nó có ID này. Đó, thì cái tài khoản Minh Quân này mà muốn chạy cái tệp đối tượng để sử dụng cái dịch vụ AI target vào nhóm Facebook hay là group bên mình thì bắt buộc phải nâng cái tài khoản thành tài khoản quảng cáo doanh nghiệp thì mới sử dụng được. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có Facebook cá nhân và chúng ta tạo trình quảng cáo doanh nghiệp. Sau đó thì chúng ta sẽ có cái ID ở đây. Đó, rồi. Sau đó chúng ta sẽ vào cài đặt cho doanh nghiệp. Rồi. Chúng ta vào thấy tài khoản quảng cáo này. À, mọi người lưu ý là cái tài khoản cá nhân nó phải có chi tiêu và thanh toán nhé, thì chúng ta phải ép được nhé. Trong mới tinh chúng ta ép với lại cái nick của tạo cái này, chúng ta nên tạo một cái nick tương tác tốt một thời gian. Chúng ta thêm này. Thì chúng ta thấy này, thêm tài khoản quảng cáo này. Tức là chuyển một cái tài khoản từ tài khoản cá nhân sang tài doanh nghiệp, chúng ta sẽ nâng cấp nó để sử dụng full tính năng của trình quảng cáo doanh nghiệp. Đây. Ta sẽ dán vào và chúng ta thêm. Ok. Và cái tài khoản này đã trở thành quảng cáo, tình quảng cáo doanh nghiệp. Chúng ta sẽ F5. Đấy, chúng ta thấy cái tài khoản này nó đây, chúng ta vào đây cho các bạn dễ nhìn nhé. Tức là cái Minh Quân lúc này á. Đây các bạn nhìn này. Nó đã thuộc cái thằng Cương Bích Marketing, tức là thuộc tình doanh nghiệp rồi. Đó. Không. Và như vậy á thì tôi có thể chạy quảng cáo data tệp được rồi.